Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác mẫu xe Chopin Milan, mẫu xe mang thương hiệu của Pháp, được trang bị cấu hình full group Shimano 105. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe có khung bằng carbon. Nước sơn thì còn rất là đẹp, sơn nguyên bản. Xe thì chỉ có một vài vết xước nhỏ, không đáng kể do quá trình sử dụng cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Anh lắp 105. Phanh 3 mảnh, mây ơ đi vòng. Nốt 700C. Đồ đĩa trục rộng, chuyển động Shimano 105. Full group Shimano 105. Phanh 3 mảnh. Em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ thân trục đạp đến khóa cọc yên là 48cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 đủ lên khoảng hơn 1m7 đi phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị lít 10 tầng. Đến 2 tầng cho 20 chiếc bụng. Chuyển động và vận hành của chiếc xe này rất là trơn tru mượt mà. Cuối lỗ đi vòng. Làm Chopin Milan. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 16.800.000. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em hỗ trợ. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có những cái thông báo những chiếc xe mới nhất của em đưa trên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.